Ngày mai mùng 1 tháng 10, vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo. Nano Dragon là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 100% tại Việt Nam. Ngày mùng 1 tháng 10, vệ tinh này sẽ được phóng lên quỹ đạo, độ cao khoảng 560 km. Vệ tinh Nano Dragon là một sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Việt Nam của Trung tâm Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Ujinora, Nhật Bản bởi tên lửa Epsilon 5. Thời gian phóng dự kiến là khoảng 9 giờ 48 phút đến 9 giờ 59 phút giờ Việt Nam, tức là 7 giờ 48 phút đến 7 giờ 59 phút giờ Nhật Bản. Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano có trọng lượng 3,8 kg, kích thước 3U, 100 x 100 x 340,5 mm. Dự kiến vệ tinh sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời, độ cao khoảng 560 km. Vệ tinh Nano Dragon được phát triển nhằm chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng từ đồng tàu thủy Automatic Identification System, AIS, sử dụng cho mục đích theo dõi giám sát phương tiện trên biển, đồng thời xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh, và một máy tính mới tiên tiến được phát triển riêng dành cho vệ tinh cỡ nhỏ.